năm 2022 này. Thì trong đó thì 5 người đã bị bắt, trong đó là ông Khải Khách Tùng Văn. Ông Tùng Văn thì 90 tuổi thì cũng bắt xong. Tới mấy ông chú tiểu lớn tuổi thì bắt hết 4 người nữa, làm ngâm 5 người. 4 người, 3 người là 4 người với bà Cao Thị Cúc là 4 là 5 người. Rồi giờ bắt thêm Dị Quyên là nói là cũng vì lợi ích cá nhân, vì lợi ích của nhà nước thì cũng đã sự cũng đã lệnh bắt ngày 22 tháng 6 năm 2022. Thì tình trạng tỉnh Hóc Bồng Lai này nó có nhiều cái sai phạm gì mình không biết, nhưng mà tình hình đang căng và đang cái rút ráo họ điều tra nhiều thứ, mà sao bắt hãy nói bắt từ từ, lý do gì thì không hiểu. Nhưng mà bắt hết rồi mấy đứa cháu ai nuôi, thầy kêu đem về chùa thầy không chịu, thầy hết mấy thằng cu đó, mấy đứa con trai là thầy hết, mấy đứa nít nít hai người lớn gì có cu là thầy, cu to cu nhỏ cu lớn thì miễn có cu là thầy phái, đem về chùa thầy nuôi cu đó. Mà mấy cu nhỏ mà còn nhỏ mình nuôi từ nhỏ, cu lớn mới có giá trị, chứ còn cu mà lớn sẵn rồi đâu có ngon. Không, nuôi từ nhỏ ra lớn thì mình đào tạo nó tốt. Thì vấn đề hôm nay thì phức tạp, gây cắn, gây xôn xao dư mạng thì cũng đáng thương và cũng đáng tiếc, thì phải quyết định những vấn đề này. Và đau lòng khi ở thành phố Hồ Chí Minh có một đứa bé 1 tuổi, không biết một người mẹ 21 tuổi gỡ con hay chính mình gì không biết, đánh đập gì, bạo hành gì cho đứa bé dập phổi dập tim chết 1 tuổi. Mới đây nhất luôn, cũng ngày đầu tháng 6, ngày mùng 1 tháng 6 luôn. Rồi khi một ông thầy tên là khích gì nè. Ổng mốc màu mã mà ổng xin phép, mà một cụ gió là mới đầu là kêu cụ già 82 tuổi ở Tiền Giang, nhưng mà sao thầy coi lại là một này một ni cô luôn tu, mà sao giao cho ổng miếng chùa mà ổng phủ phàng, ổng phủ phàng chưa, để thầy về uống miếng trà phê. Ê, trà này đổ nước nóng vô. Ủ tả chính thầy á. Ai mà bởi vì nước nóng mà nít nó khóa vậy ha, làm chết là thầy cũng ảo mà hên mà. Cái nước này có trộn vô không sao. Là thầy thương xót cho một cụ già bị xua đuổi, khi đắc đó một cụ già đó thì bả cũng là một ni cô, dù tôi tu tại gia xuất gia nhưng mà người ta cũng đã đầu tròn áo vuông, mà già 82 tuổi mà người ta tu tại gia vậy là quá tốt. Ta có đắc, nhưng mà có đắc, nhưng mà trong đó có 2-3 cái mồ, thì cái vấn đề cái mồ này móc lên mà không xin phép bả và không nói bả ăn tiếng. Rồi một người chị dâu cũng không biết có đưa tiền đưa gì á, mà anh cứ lợn hốt là ông thầy đó nghe là chạy giấy tờ đầy đủ rồi cái đuổi bà già này đi, bà ở trong khuôn viên đuổi chỗ này đuổi chỗ kia trong khuôn viên, xong bả đi chỗ khác rồi mướn giang hồ tìm bả để đánh đập. Thì sự việc này á, là ổng tên là Hà Minh Quân. Rồi một số YouTube thì đang rút ráo nói là Hà Minh Quân là một, mà không dám nói tên nữa. Hà Minh Quân giả sư rồi đập phá mồ mã ở tỉnh Tiền Giang và xua đuổi bà cụ già 82 tuổi. Thì ổng tên ổng là Khích Thiện Minh, tên Khích Thiện Minh. Rồi đòi kháo dỡ đập phá mồ mã, rồi thì móc trước thì móc mồ mã của anh của bà Nico này, bà 82 tuổi, mồ mã của anh bà trong đất bà là thì cái vấn đề mụ lần thì hồi anh bà thì không biết bà có biết hay không, nhưng mà móc hai cái mồ, một mồ thì bà biết, mồ bà chưa biết, thì móc mồ mã lên không nói bà anh tí, rồi bà đi chốt. Thì cái cụ ni này là 82 tuổi. Mới đầu thì thầy nghĩ là chỉ bà cụ già người đời, nhưng mà sau khi quay lên mà cụ như vậy nè, tay bà ngộ lắm, dài to, ổng y như nói tóm gọn hơn đàn ông luôn,
cái tay dò bà tướng sát bà cao lắm. Thì thầy nghĩ bà cũng mạnh dạn mà bà sống thọ. Nhưng mà ông sư này á, Thích Thiện Minh này, ổng nói tóm gọn, nếu mà có tâm bà cống hiến đất đất của bà, thì tên Hà Minh Quân này, tức là tên thật là Thích Thiện Minh, thì trẻ còn nhỏ tuổi, cũng hăm mấy tuổi ha, không lớn, thì chắc bà nghĩ là cũng như cháu nội cháu ngoại giao cho tu. Thì bà chỉ nghĩ tu thì giờ cắt cho bà căn nhà, hay là cho cái phòng riêng cho bà ăn ở, rồi mình nuôi 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 tự bà lập, chứ mình đuổi đuổi gì đã đất của bà cống hiến. Giờ mình chạy giấy tờ xong cái quỹ quyền cho mình, xong cái mình xua đuổi xong, mình làm vậy không hay. Rồi kế tiếp nữa, cái mồ mả đất đai mình hốt cốt thì mình cũng phải xin phép người ta. Đất đó của giờ dòng họ anh em ta còn mồ mả hay giữ nguyên đó tôn trọng. Còn khi nào mình xin phép thuận hòa hai bên, móc không có kiện cáo và gia đình đồng ý thì mình hốt cốt. Còn này hốt cốt ngang. Rồi hai nữa kiếm giang hồ đi tìm bả và xua đuổi bả, không cho bả ở cái mảnh đất đó. Thì tên Hà Minh Quân này là một tên thích là hiện Thích Thiện Minh. Thì cái vấn đề này xảy ra ở tỉnh Tiền Giang, một cụ bà 82 tuổi thì cho cụ già. Đừng có tội cho vấn đề là trong cái mồ mả nữa. Đâu phải muốn đập phá mồ mả, muốn làm gì làm. Khi nào cần thì nhà nước người ta ra lệnh, rồi người ta sẽ yêu cầu. Phải không? Nên là giờ mình phải có cái phương pháp để giúp cho mọi thứ. Thì ngày mai á, thì không có ai xuống trường học, thì cứ về chùa thầy ngày mai, nếu mà có một hai người hay con vợ chồng có lên, thì thầy không muốn đóng cửa thì coi khách khứa nào vô cho sư cô tiếp, hoặc cúng gì vô Khùng Tâm Bảo hoặc đưa sư cô về thầy gửi. Rồi hai nữa nước nôi mình lấy tiền giùm thầy, thứ bảy chủ nhật ở chùa trực giùm thầy, mở cửa này kia để tiếp khách, chứ để ngày không cũng tội, mà thầy bỏ học đâu có được. Chừng nào thầy đi thì ngày mai sáng thứ bảy thầy đi, có khi là chiều chủ nhật về. Còn mấy thứ hai mà thầy có nộp hồ sơ một cái trường nữa, thầy tính nộp thêm một cái trường đại học, học viện gì đó là hồ sơ nữa để nhập học, thì phải dành những thời gian để đi học. Thì cái vấn đề mà hiện nay thì vậy, trời cúng chùa giờ hai người đi ngự chục, hai đàn ông này năm chục sáu chục à, người này chục kia chục, không có mua nửa chục, mua cái cũng hoặc ai nói cũng hoặc mình không tiêu này hà ơi, con nói nhỏ không mua ít, không mua trộn gói chục con mua nửa chục không phải không không thì người ta nói Tết là phải có bánh u, bánh tét, bánh chưng, bánh dày gì đó, gọi là ngày Tết đó. Ừ. Sáng giờ thầy tính lên xã xác nhận cái trường đại học. Thầy học trường, nhiều trường cũng tiến sĩ xong rồi. Nhưng mà giờ thầy học cái khóa mới, nộp hồ sơ khóa mới. Giờ với thầy đang đi, hồi xưa mấy cái trường kia không có đòi hỏi lên xã xác nhận. Mà đặc biệt cái trường đại học kinh tế ở Hồ Chí Minh là phải xác nhận là nhiếp lai trên tấm ảnh. Và sau xác nhận của chính quyền địa phương tặng mình về trường đó, là có nghĩa xác nhận là mình đã ở địa phương đó. Rồi mình cũng học để mai mốt chắc có chuyện gì người ta báo về, là báo về xã phường là ra trường hay đặt học trường đó hay sao á. Chứ hồi xưa tới giờ thầy học nhiều trường cứ đóng tiền đầy đủ là được rồi, không có xác nhận chính quyền địa phương. Trường nào mình làm lý lịch á, đây nè, lý lịch cá nhân là lên xã phường xác nhận nè, rồi giấy xanh photo hoặc công chứng giấy tờ gì thì phải lên xã. Còn công chứng giờ biết sao mà thầy không lên xã hay không? Tại công chứng có quyền cả thành phố 24 quận mình ở đâu tiện nhất thầy để công chứng. Biết theo xã mà về xã Tam Phú Trung ít thầy lên xã không? Tại do là giấy tờ bất cứ ở phường xã nào gần được, có quyền photo là công chứng, giấy đúng vậy thì người ta xác nhận thôi. Nên là thầy hỏi giờ đi học thành phố, mà giờ thầy khẳng xuống thành phố đi, thầy xuống dưới xong rồi thầy photo, thầy ở cái phường nào gần nhất thầy photo, thầy công chứng cho lẹ. Chứ tự nhiên cái thầy đợi đây công chứng chờ đợi xong cái xuống tới dưới cái trễ giờ trễ ngày. Nên là thường thường là công chứng, nên giờ xác nhận địa phương thầy nghĩ
trong thành phố quận huyện cũng cho người ta xác nhận, không nhất thiết phải về xã mình. Giờ thầy ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Đúng thì 24 quận huyện cũng xác nhận được cái đơn từ học được, nhất quyết cũng quay về cái xã Tân Phú Trung mới được sao? Vậy cũng mất thời gian, nó ngược đường. Đây Củ Chi đi lên, thầy đi xuống. Ông khỏi kèn, bà khỏi ngược, cũng chặt lắc hết trơn, mất thời gian luôn. Đó, nên là về xác nhận sáng giờ thầy cũng nói tóm gọn cô không có đi. Mà mùng 5 nữa, đâu nữa, đâu nữa, không lẽ lên xã bắt là làm việc. Mà đâu có, nay chúng ngày thường cũng ăn mùng 5 tháng 5 mà quên đâu cũng đâu nghỉ. Đúng rồi. Thường mùng 5 tháng 5 không có lịch nghỉ. Còn cái vấn đề đó thầy nói giờ làm sao vào cuộc hương cái bà cụ, dù đời hay đạo, ha, mà tổ chức gì cũng không thể nào giải quyết cái vấn đề cụ đó sống được bao lâu. Thì ông thầy đó, nếu bà đó cúng dường cái đất đó, thì phải cho cái phòng cho tốt, quay ra đường bà buôn bán gì cũng được, bà đi đâu bà đi tự do. Kế tiếp, còn mấy ở trong chùa đâu phải chăm sóc bà tuổi già. Thì không cần nấu nướng cho tự bà nấu ăn, nhưng mà phải mua bao gạo hàng tháng cho bà, rồi rau cải gì để bà muốn ăn, mà hay vô chùa bà lấy gì bà ăn cải bà. Mình không quan tâm bà chết thôi. Nhưng mà còn ông thầy không khởi nào bà già, mà ông thầy nuôi bà già được. Nhưng mà bà già phải nấu cơm, lại là bà sải giữ chùa phải nấu cơm phung phụng, lại dù bà là đáng tuổi bà nội bà cố hay cha mẹ cũng phải phung phụng cho một ông sư một thầy. Chứ không thể nào mà ông sư phục vụ cho người già hay người đời hay một ni cô được. Có nhiều đứa mất dạy. Ở giờ thầy tu đây, thầy nấu cơm cho người đời ăn hả? Ông Tăng nấu cho một bà ni ăn, hay là giờ giống như cha mẹ lên chùa nương tựa thì già cả trẻ cũng tự nấu ăn. Giờ thầy nói vợ nhà mình, cha mẹ mình đi lên quê, có vợ thành phố mà nhà mình ở tỉnh, vậy cha mẹ nhà ai nấu cơm cho ăn? Phải tự nấu chứ. Quan trọng nếu mình có hiếu chỉ bao gạo, quặng nhiêu tiền rồi tự lo. Dạ, đúng rồi. Không lẽ có vợ tới ngày về nấu cơm cho mẹ vợ mẹ ruột ăn hả? Vợ mình thì về nấu cho mẹ vợ, còn mình chồng về nấu cho cha mẹ mình hả? Ừ. Còn ở chung cũng vậy nữa, giờ người đi làm, con cháu đi làm hay con ruột mình đi làm, nó lê về bếp nó ngủ nghỉ, không có gì ăn nữa, nó còn đói nữa, mà giờ sao cũng còn ngồi vậy nấu cơm cho cha mẹ hai anh em được ăn. Trách lẫn móc, mình trách lẫn nhá, không đúng, phải không? Rồi giống như thầy tu vậy, thầy nấu cho cha mẹ người đời ăn. Rồi ở trong chùa nó cho ra gạo cơm hiếu gì không biết nấu ăn nữa, không lẽ phải vô bệnh đau thầy nấu là đúng. Rồi khi nào mà bị liệt, giờ thầy nói bậc cha mẹ ông cố nội nào từ 70-60 trở lên cầu nguyện cho mình được liệt đi, cầu nguyện mình ngồi chỗ đi hay tay biến nằm đó đi, rồi nấu cơm cho ăn dân tới họng đúc luôn. Mà thầy nói nếu bà già tốt, cha mẹ tốt, con cái nấu cũng không vừa lòng, tự bà nấu tự bà lòng. Còn nếu mình có gia đình rồi thì ra riêng rồi, giờ không lẽ giờ con ra riêng có chào con có cháu về, hay giờ gửi cháu nội thử coi, có bà nội cũng nấu ăn cho nó chết luôn, còn đi học còn đưa nó đi, phải không? Thầy nói có cháu nội giữ bà nội, mà lúc cuộc bà nội cực hơn, nấu cơm cho nó ăn rồi nhõng nhẽo rồi khóc, rồi ai cho cắt nào cái lát xin tiền bà nội dụ ngọn hai cái cũng móc tiền ra đè mày đi học đi con. Rốt cuộc mày cho bà nội, cho ông nội hay cho bà ngoại, ông ngoại mà ta thấy chưa gì mà có cháu nội mày gỡ về là đã ngán rồi đó. Mà giờ thấy nó đi học cũng đưa nè, rồi nó ngủ cũng coi nó ngủ không, đi chơi sao nè, rồi xong cái ăn uống chuyện cũng đòi, rồi đi học cái xin tiền bà nội nào không cho. Giờ gỡ về cho bà nội tính dành đi du lịch hay đi chơi gì, nhưng mà ngại cứ xin không nhiều, có 10,000 50,000 rồi riết cũng hết, phải không? Nhiều ngày. Rồi giờ đi cứ ai bán thì chạy ngang cà lem, mày nói kem lem, nói giờ bả cũng mua à, đúng không? Giờ thầy nói giờ ai nấu cho ăn rồi ai lo cho, rốt cuộc cũng bà nội bà ngoại ông nội cực khổ. Rồi giờ đi làm ai nấu cơm cho ăn hả? Rồi giống như chùa thầy, giờ cha mẹ thầy lên ở chùa đi tự nấu ăn đấy, thầy đi thầy chùa về tao tu về tao làm thầy tao trụ trì tao nấu cơm cho cha mẹ ăn. Cha mẹ buộc cùi, không có tay không chừng. Cùi đi, cục tay không chừng người ta nấu cho ăn. Giờ mình ở chùa, giờ khỏi đâu hồi xưa cần bếp đâu. Giờ cái bếp ga, rồi giờ gì bấu nấu cơm có cơm điện. Qua do gạo bỏ vô cắm điện xong không có nấu vô xưa. Chẹt củi rồi đợi cái gì bông. Canh chị bông, lượt hấp nửa cao lần chi cơm chín là phải lượt hang đúng không?
dập lửa làm cực khổ, giờ nấu cơm cắm điện vô lát thì chín 15 phút thì chín nhiều. Mà giờ ai già trẻ bé lớn, giờ cái thằng trai mà xưa giờ làm biến nhất với gái chưa bao giờ nấu đi, mà giờ đi học ở xứ xa hay này kia nó cũng mua hộ cơm cũng ta đổ nước sao ta chỉ hai cái cũng dễ nấu, cũng mới đầu nấu nhão hay mới đầu nấu khô nấu riết cái nó biết rồi là nấu được chứ có gì. Còn đồ ăn đi cứ bỏ muối vô ngon, từ từ cái mua cuốn sách tìm hiểu từ từ cũng phải biết nấu ăn. Xa gia đình, xa anh em, xa làng xóm. Hồi nhỏ giờ con không biết nấu cơm. Thầy biết nấu không thầy? Hả? Thầy biết nấu không? Thì đó tới bọn xưa giờ thì con cưng, nhưng mà thầy gì cũng biết làm. Chẳng qua tao không muốn làm. Mà làm chi? Tao có lính, có đệ tử, có người lo hết, làm chi chớ mệt. Mà giờ ở riêng đi, ví dụ giờ thầy ở đi học lâu lâu ở nhà trọ sao, nhưng mà giờ thầy còn ngon nữa, thầy có tiền tôi ra tiệm tôi ăn cho lẹ, nấu chỉ cho mệt. Thầy nói giờ về nấu hâm tới hâm lui tốn ga nè, nấu củi tốn củi nè, rồi nấu rồi nói tóm gọn phải biết cách nấu, nấu ngon nấu hào chín mình nấu hào mình ăn không nổi cũng bỏ hả. Mua ăn